bonsai Hoàng Minh Kiệp. Giữ truyền thống của Vĩnh Bảo, lần thứ nhất của huyện Vĩnh Bảo, tên là Quang Thể, xã Chân Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hôm nay rất vinh dự được gặp bonsai Hoàng Kiệp, đã trên hàng ngày trên điện thoại đã trực tiếp nhiều các cái tác phẩm của chú. Hôm nay gặp trực tiếp với chú, chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn thầy nhá. Chúc thầy đam mê và thành công với đam mê của mình ạ. Chúng ta sẽ cùng đi ngắm những cái tác phẩm của chú Thể hôm nay mang đến triển lãm Vĩnh Bảo. Ok, và những cái tác phẩm này của mình đã làm lâu chưa? Dạ, anh cũng làm cũng lâu rồi. À thế ạ. Ok, đến 25 đấy ạ. À, vâng. Chơi cây năm 1984 đấy ạ. Ai chà, chơi rất là sớm. Cái tùng này thì là khoảng bao nhiêu năm ạ? Tùng nó có khoảng trên 30 năm rồi ạ. À, mình sở hữu là trên 30 năm và tự tay mình cũng là tạo tác luôn đúng không ạ? Vâng. Một cái tùng nó rất là dị đấy quý vị. Này, cái đường thân này. Đường thân này là chấm hết luôn. Hiếm có. Thì trong cái giai đoạn đấy thì mình cũng thương mại có bán cây nào hay là mình để chủ yếu mình giữ ạ? Có chú là anh cũng thương mại thị trường. Vâng. Anh em nào yêu cây thì lúc nào anh cũng yêu ái. À đấy ạ. Vâng. Anh em lúc nào cũng mở cửa rộng để cho các cái đối tượng đến. Rồi. Tức là ai có nhu cầu mà cảm thấy nó hợp đúng không ạ? Mọi người yêu thích cái tác phẩm của mình thì mình sẽ nhượng lại cho mọi người chơi. Chúng ta ngắm thêm ở đây thì thấy bác ấy chia sẻ là có 4-5 cái cây. Vâng. Xa trong bên này thì đẹp. Vâng. Mấy cây quanh cả đi, 5 cây này. Vâng ạ. Sang ngắm cái cây hoa phượng này trước đã. Thành phố hoa phượng đỏ. Nhìn thấy nó lạ lạ. Vâng. À, độc đáo đấy. Một cây hoa phượng đặc biệt. À, đặt tên là tác phẩm Thành phố tôi yêu luôn ạ. Vâng ạ. Ai, chà. Đúng là một đấy cây hoa phượng đặc biệt. Như cái này thì là mình làm từ nhỏ luôn hay là như thế nào mà nó có cái đường nét cái thân đoạn này? Có từ xưa rồi chú ạ. Đây à. Bông tám này em mới làm thôi, còn cây này nó ôm bọn đá. Vâng. Nên cây hoa phượng ôm bọn đá nó thật chú là đi sang nhiều lần ông cũ mới để cho cây hoa phượng. À cái này của ông cũ. Thành phố hoa phượng đỏ làm ra nó cũng rất trân trọng nó và mua bằng được. Về. À. Vâng. Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline 0902 528 988 để được tư vấn. Tức là được cái này thì mình sở hữu lâu chưa ạ? Sở hữu được 2 năm rồi. À, 2 năm rồi ạ. À, 2 năm thì bắt đầu mình về mình làm từ đoạn này đúng không ạ? Đoạn này thì mới cắt đây này. Đây và đến đây thì nó đang cắt chuyển đến cái đoạn này. Cắt chuyển. Cũng đã ra hoa, năm ngoái đã ra hoa rồi. À đấy ạ. Mình làm cái cây phượng này thì mình có làm có lâu không ạ? Là nó có phát triển chậm hay là nhanh? Phát triển nó chậm. Nói chung là cái tàn nó rất nhanh nhưng mà cái thân nó giật giọng này nó khó lắm. À, quay hòn đá. Đúng là cái thân này thì đối với một cây phượng thì nó hiếm luôn. Tại vì thông thường thì chúng ta nhìn thấy những cây phượng ở thành phố hoa phượng đỏ là những cái cây mà người ta trồng để làm cái cây bóng mát, cây hoa để trang trí. Nhiều. Đấy, không cái gian đường thì... rồi cái không gian khuôn viên công viên rồi các thứ. Đó. Nhưng mà để một cái cây phượng làm bonsai nó lại có cái đường thân chạy kỳ dị mà nó đặc biệt như thế này thì cũng là hiếm có, khó tìm. Đấy, chúng ta có thể quan sát thấy là cái đường thân nó chạy nó dị như thế này. Nhà như bây giờ có khoảng các loại cây có khoảng 50 cây trên trọng. Nhưng cây này cảm thấy thích nhất. Vâng. Thứ nhất là nó đúng với tên thành phố của hoa phượng đỏ mình sinh ra và lớn lên. Vâng. Ở một thành phố bây giờ mang tên thành phố hoa phượng đỏ. Mình cũng yêu. Yêu nó mình đặt nó tên luôn là thành phố hoa phượng đỏ luôn đúng không ạ? Thì đấy đôi khi là chúng ta lại thấy rằng là một cái tác phẩm mà nó có mang cái dấu ấn chính bản thân họ với lại cái nơi họ sống hoặc là những cái câu chuyện của họ. Thì theo tôi đấy nó chính là cái cây mà gọi là cái cây chủ vườn, cây mà có thể gọi là tâm huyết nhất. Và nó là một cây phượng đặc biệt. Chúc mừng thầy nhá, cây phượng đẹp. Chúng ta sẽ ngắm thêm một vài cái tác phẩm nữa của chú ấy. Cái mặt này thì có vẻ nó không được thuận lắm. Chúng ta sẽ đi sang cái mặt này để ngắm thì đẹp hơn. Vậy là chúng ta đã thấy được có hai cái cây, một là cây tùng, hai là cây phượng. Một cây tùng thì nó cũng rất là kỳ dị và thêm một cây phượng nó cũng đặc biệt.
Đó, thì hy vọng rằng là quý vị anh em chúng ta hãy khai thác được những cái giá trị, mà đặc biệt là các cái vùng miền thì nó có những đặc sản riêng. Thì hôm trước vào trong Quảng Bình thì cũng đã trao đổi với lại anh em Quảng Bình là nghiên cứu được những cái đặc sản giống như là cây phi lao chẳng hạn. Rồi thì là hôm nay về Hải Phòng là thấy những cái cây phượng, nó cũng là những cái cây mang tính đặc trưng, khi nhắc đến hoa phượng thì nhắc đến Hải Phòng. Nếu mà chúng ta biết biến những cái cây phượng thành những cây bonsai thì nó sẽ tạo ra những cái giá trị đặc biệt, và nó có mang ý nghĩa của một cái vùng miền rất là lớn. Như cây này của thầy là sở hữu lâu chưa? Cây già đấy, 15 ở nhà đấy. Yeah, một cây rất già đấy, cây lộc vương già lắm. Nó là một cái cây mini nhưng mà rất ấn tượng. Cả cây xanh này luôn ạ. À, sáng rồi. Đây. Ông đào quang thể. À, chúng ta cùng quan sát cái thân này. Để mà nhìn thấy được cái đường thân này thì chúng ta sẽ phải hơi cúi thấp xuống mới quan sát được. Và cho thấy rằng là cái đường thân này nó chạy rất là đặc biệt, rất đẹp. Cấu tạo thì cái đường chạy của nó như một cái con rồng. Có phải không thầy? Dạ vâng ạ. Chứ có tiền đang muốn giờ bonsai màu lịch thiệp quay này cắt cho nó cái tiền ấy. Dạ, vâng. Cái mini này cũng rất là yêu nó. Vâng. Chưa được già lắm nhưng mà nó có cái điểm dị. Điểm dị, thân nó chạy kỳ quái, kỳ dị, quang chuyển, rất đẹp. Cái này thì sau thầy là cố gắng làm sao để làm cho cái bông, cái quả phúc ấy, nó đầy đặn đi. Và nó tách mảng khối ra nữa, cho nó mỏng bớt đi để nó khoe được cái dáng thân. Hoặc là có cách nào để mở thêm được một cái chút cái thân người ta thì quan sát nó dễ. Vì nếu mà đây là mặt này mặt chơi thì nó cái bông này nó đang hơi bị trướng và không quan sát được cái thân nó đang đẹp quá. À, thì cái này là cũng ý kiến cá nhân thôi. Mua cây gỗ hoàn hảo rồi. À đấy ạ. Đây là cắt lại, làm lại đang nó đang chưa được đẹp lắm nhưng mà anh em yêu cầu thì bắt buộc phải mang đi. À vâng. Chưa okay. Hoàn hảo. Dạ. Nhưng nó là một tác phẩm chơi quý. Rồi. Một xanh nhỏ hai người khinh nhẹ nhưng mà dạ. Đặc biệt cái nó. Đúng thay rồi. Bông thì chưa hoàn hảo nhưng mà 2 năm nữa thì vi. Đây là quý vị quan sát ở trên thì chúng ta sẽ thấy được hết những cái đường chạy chuyển của cái thân chủ. Nó rất là đẹp. Đó, như bác chủ bác ấy vừa chia sẻ thì là bác ấy rất là tâm huyết. À. Wow. Một cây túc mà hôm qua vừa có nói rằng là thì sau này cũng sẽ kiếm một cái cây túc để chơi. Đấy, quý vị các bạn nhìn thấy cái cây túc nó đặc biệt không? Không hiểu sao những cây túc mà khi nó biến nó lại cho chúng ta những cái cảm xúc rất hay. Một cây túc rất nhiều nu. Cây này thì mình sở hữu lâu chưa? Cây này của chú đấy. Em Đào Quang Vượng cũng cùng anh em trong làng cây chú đi đã chơi 30 năm. À đấy ạ. Vâng, lâm mộ của người ta 30 năm nay, chú đang sở hữu cho anh được 2 tháng. À thế ạ, 2 tháng rồi ạ. Thì cây này thì nó đang có hai cái cây tử mọc hai bên khá là đẹp. Vâng, cây tử. Đang trước này thêm. Nó cái tay nhưng mà cắt đi xong rồi đang làm cây tử cho nó. Rồi ạ. Chuyển đổi cây đi. Chuyển đổi. Vâng. Thì để cái không gian này nó đang hơi trống đúng không ạ? Vâng. Làm nó lệch cây. Thì mình sẽ kéo lại một chút. Nếu mà sau thầy mà ép được cái cây này nó về đây một tí thì nó thấp xuống cái khỏe mảng này thì nó đẹp hơn. Để cho cây nó đỡ bị lệch bóng. Sau này mang đến nắm cũng được nghe các cái nhà vườn bonsai cũng như kinh nghiệm của nhà vườn. Và Hoàng Đình Thiệp sẽ cũng sẽ tạo cái cành này cho cành đổ. Và nó đổ xuống hoặc là cái cành này sẽ làm một cái cành thoát, tức là cái cành phóng nó hạ thấp xuống để cho nó bay đi thì cây này sẽ đẹp hơn nhiều. Và cành này nả xuống. Đúng rồi. Đấy thì cái cây này sẽ thêm một cái nét nữa gọi là nét nghệ thuật. Cái già như thế này thì quá già rồi. Già thì khỏi bàn rồi. Thân này cũng không chê được anh ạ. Thân này nó cũng đẹp. Nhưng mà có điều là cái bóng của nó thôi. Cái cách diễn cái đường chạy thân rồi làm sao để cho nó đẹp hơn.
Thì đây cũng là những tác phẩm rất là tâm huyết của các chú các anh. Theo chú cây ra giá là bao tiền? Con này thì là chú mới sở hữu được 2 tháng. Mà chú em trong họ trong làng cây chú để cho thì anh chú muốn mang con này về cũng phải để làm như Hoàng Thiệp vừa nói đấy. Chú muốn tạo điều kiện cái giá của nó để đẻ 1 năm nữa. Vâng. Thì sẽ đẹp đẹp thì sẽ lúc đấy các bạn con sở hữu đâu ạ. Bởi vì giờ chim này còn đáng yêu lắm. Đang yêu đúng không ạ? Đang rất là yêu. Đang yêu là cắt cây tử như Hoàng Thiệp vừa nói, cắt cái tay để làm cây tử. Không giao lưu. Chưa giao lưu. Giao lưu nhưng mà để xong đã. Nhưng mà nguyện vọng của chú cây này là chú đoàn lấy bao tiền ạ? Cái này đấy chú mới mua của người ta là chú em cũng để mãi chú để là 47 triệu này là về là làm này hợp lý đúng không ạ? Mà giá hợp lý của chú em chú để nhượng đúng rồi anh em rồi để tình cảm anh em thôi. Cái túc mà này là hiếm cái này là quý đấy. Rồi chúc mừng thầy nhá. Vâng. Chúc thầy thành công nhá. Độc nhất trong rồi đúng rồi. Thấy có mấy cây này dị được đẹp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi ủng hộ chú thể nhé. Một bài.